lẳng quẳng ở quanh nhà, đâu bằng mấy kẻ đi xa ngoài đường, người ta tranh cạnh thương trường, được vua thua chịu lót đường phải cam, chẳng riêng gì cõi trời Nam. Trời Tây Âu Á lẫn đàm mà nghe, lập đức để gọi kiên dè, về sau thiên hạ bao che cho mình, ông thì niệm Phật tưởng kinh, con ông thì tưởng bạc cái nghìn, trong tay có đức mà chẳng có tài, người trong dễ mặt người ngoài xem khinh, tùng quyền cũng phải chấp kinh. Lư ông mới nói tôi nhìn bao la khắp trong thiên hạ, người ta càng khôn vũ trụ nhà nhà thiên tai, chẳng phân có đức có tài, chẳng phân phú tiến, một ngày thọ ương từ bi càng thấy càng thương. Thương thì thương vậy không có phương hổ phò, Phật thần sao chẳng cứu cho, tay trời nạn nước hẹn hò chung quy, ông Tiều nghe nói cười khì, lộc có lừa thưởng phạt dễ gì sai qua, có phước gặp nạn cũng qua, gieo nhân trời phạt phải xa nạn này. Chúng tôi nay đã đến đây chủ nhà vui chuyện dễ khuây, hổ giờ lại quên hỏi rõ tấp tơ, trong nhà từ bấy đến giờ ngày chi, lư ông bày tỏ văn. Một khi hồi giờ tôi kể ông thì quên sao, nghe tôi kể lại âm hao con tôi. Nhiều đứa nào cũng sang, thằng hai thì nói làm quan, con ba lại Phật thắp nhang trong chùa, thằng tư thì lại bốn mùa. Nam mô bốn biển, chúa vua điều tường, thằng năm ao cá mảnh giường, con sáu làm việc cái ruộng nương ngoài đồng, con bảy nó cũng canh nông, con tám thì lại bỏ công nuôi tầm, thằng chín nó đã quyết tâm tây y chí nguyện, hết lòng cứu dân, con mười nó rất có nhân, dạy đàn trẻ nhỏ học cái dằn, thằng út của bốn cụ khỏi chê, nó sanh nó bá nghệ đủ nghề xưa nay. Điếm đàn chè vũ bà có bài, đã ba bốn vách chẳng ai thèm dòm, làm mà cho tôi thấy bắt nhòm. Sình sàng khi chén, lo mơ khôm khi ngày, xóm giềng bắt cái lửng đông tay, sân si lớn tiếng, nghe rầy nên ghê, hầu non gái nhỏ cũng mê. Mười đứa một cái thằng út quá thế ngày nào cũng có hết. Lại còn đánh mướn đâm thê cho người, con tôi thì đủ cả mười, chỉ riêng một đứa để người dèm pha rượu, rượu vào chẳng kể mẹ cha Phật tiên thằng thánh ở xa chẳng gần, nói nào mà có thèm cần, mẹ khuyên cha dạy lắm lần chẳng nghe. Ông Tiều mới nói nè nè, được chín một mắt một nên khoe đứt nhà, tôi đây tôn trọng ông bà, mười con hư một cũng là nên khen, nhiều nhà mắc phải thời đen, có một mà cũng hư hèn tệ thai, thứ nhất xa chốn mà bạc bài, thứ nhì đủ tủ nhục tệ thai, ông à rượu vào tức phải lời ra, nói đi nói lại chẳng ra thứ gì, đứng đi tướng diện quái kỳ, mặt cái xanh anh bạc cái khác gì yêu tinh, rượu làm quái gở tánh tình, nhiều nơi vì dụ gia đình nát tan, chủ nhà nghe nói thở than, con tôi vì dụ nó mang tội này, làm mà cha tôi cũng hay rầy, lắm khi giải thích nỗi này nhủ khuyên, mà nó chẳng có cái thiện duyên, chìm vào biển rượu không có thiền, sang sông tôi buồn thân, với bốn ông thân tôi xấu hổ, người trong đảo nhà có rượu thì nó chẳng hiền hòa, đâm thê chém mướn mượn ba hơi hèm, đồng bào xã hội nhìn xem đều chê, mấy kẻ bạn hèm chẳng ưa, tôi khuyên con dạy nên chừa, ham chi tủi nhục say xưa như đời, bốn ông nghe nói rụng rời. Ông dạy, ổng dạy coi đặng dạy lại cái ông út rồi nè. Ông không biết giả đàn bà thì thôi, tiên rằng chuyện ấy bại tồi, lén chồng ngoại sự cho rồi cơn mê. Ủa? Bỏ anh ta. Nhà ông tưởng đã tuyệt vời như tranh, này hai còn có hôi tanh, thôi ông nhẫn lại dỗ dành dạy con,
lấy lời dịu ngọt ngon, nó dạy nó không phải lấy lời dịu ngọt chứ con nói nó này kêu con chữ con bánh, nó chừng nào nó làm dữ chừng nấy nữa. Dạ. Khuyên răng nhỏ nhẹ cho con nghe lời, sau này khỏi nghe thẹn với đời. Nếu còn dậy mãi đắc cái trời chê, đều chê. Xin ông ăn phận giữ về, bốn mà tôi lui góp bề đi. Ra đi nói rồi bốn lão bôn phi vào nhà họ Mã nằm ì ngoài thiên. Tới nhà họ Mã này mới Mã bà thì phỉ lòng duyên, Mã ông vẫn việc canh điền đồng xa, chỉ còn cậu bé coi nhà vốn mà con. Xót cái dạ 13 tuổi chàng, thấy người nằm ngủ giữa sân, mời vào mà trà nước ăn cần nhũ phiên, bốn ông có tướng là thằng tiên. Bà cái bà họ Mã này nè, đó bà làm cũng như làm nghề mà mấy bà mà buôn người đó, cũng như là buôn gái rồi hả? Ừ, buôn gái rồi đó. Tại phải ông kể cái cho nghe. Dạ. Tôi còn nhỏ dại đừng phiền làm chi, ghé ghé tay cậu nhỏ thì thầm. Mẹ tôi cao nghe tới tuổi thì lục tuổi ni lục tầng cũng như bả bốn mấy tuổi rồi đó. Dạ. Ủa sao mấy chứ, lục là sáu phải không? Dạ, đúng mẹ rồi. Tôi cao tế tuổi ni lục tàn lục là sáu rồi, tàu sáu mấy tuổi rồi, sao bà còn đáo hồi xưng là bà trước ông này ông kia đó. Dạ. Xoay hình sửa sắc áo quần nhẽm nha, mỗi lần thân phụ đi xa riêng phòng trai lạ, lăng la thì thào tôi thường để mắt nhìn vào, chuyện kỳ thế ấy biết bao lửng bàn, nay cái gì bốn cũ mới sang nên tôi nói nhỏ của tan giúp giùm. Tôi e thiên hạ đồn rùm, bốn cũ xin đùm chỉ dạy cho tôi. Ông đò nghe nói hỡi ôi, nhà ngang dãy dọc có thân ngồi an cư, lại sanh ra những thói hư tàu phong bãi tục để người dèm pha, ông Tiều liền mới nói ra. Ông không biết giả đàn bà thì thôi, tiên rằng chuyện ấy bại tồi, lén chồng mãi sự cho rồi, cơn mê chồng hồi xưa cứ giữ một bề, nhưng mà đức phận không chê hạng này, chê người lòng mà đổi giả thay, giết cái chồng ngoại sự với trai tội nhiều, tội này hồn xác đều tiêu. A tỳ hắc ám rất nhiều hồn ma, Mã bà tia tuổi đã già, căn xưa bà thật cái chủ nhà lầu xanh. Bà làm ở lầu xanh, bây giờ bà trả nghiệp tôi còn biết không? Dạ. Biết bao con gái nhà lành, lâu lọt cái vào thân xác phải đành nhút nhơ, Mã bà thì được cái cậy nhờ. Nay bà trả quả tóc tơ cho rồi, Mã ông hồi xưa cũng chim mồi, ổng là chim mồi, ổng đi dẫn khách như gì đó. Dạ. Đem đàn dẫn lối kéo lôi cái thì thào. Khắp nơi nam tử đi vào, bỏ con bỏ vợ tiêu hao gia tài. Nay trời báo nghiệp ngày ngày, vẫn vui với vợ, vợ ngoài tình riêng. Mã ông chẳng chút giận phiền, Mã bà thì cứ tự nhiên một màu, còn Mã công tử buồn đau. Làm con họ Mã tại sao thế này, căn xưa kiếp trước như vậy. Cậu là đạo nhỏ theo thầy Quá Duyên rồi đó, đi xin, đi Quá Duyên bưng cái... đi mấy cái ông mà bưng bưng cái đi Quá Duyên đó. Dạ, đi Quá Duyên cắt thật cơ phải không? Mã bà thở trước nhiều tiền cúng dường cho cậu, cậu liền nhận hay cũng như đi nhận tiền của bà thấy nhiều đó, về làm con bà thấy. Dạ. Cho nên trở lại kiếp này làm con họ Mã, cảnh này khổ tâm chuyên ôm chuyên chuyện thảm lo thầm, nhận tiền thí chủ mà lâm nạn này, cậu nên nghe lão nói đây, cậu đừng có tiếc của này thế gian, vào chùa lễ Phật cho an, tu thêm kiếp nữa giải quan kiếp này. Biểu ông đi tu rừng ở đó là ông sầu ông thảm. Yeah. Bởi vì tới lâu mấy ông chỉ tới đó đó, nhớ lời của lão nói đây, ngày sau cậu có làm thầy quá trai lầu xanh, cậu nhớ chớ cái giảng lại. Đừng lại nó sinh nữa. Đừng ngó nữa. Đừng vào khuyên giáo những ai trong nhà, ông đò nghe nói cừ xà có dai thì chả lẽ đà
trời ban thôi thì cậu nhỏ chế than tiền duyên tương hội theo đàn trả dai nào ai có biết được ai có trả thì trả đừng dai thêm nhiều bốn tôi nói gót ngư tiều chúc cậu ở lại lo điều xuất gia nói rồi bốn lão đi ra thông dong phúc đã tới nhà họ Châu cửa ngoài hổ phục có rồng chầu trong nhà liễn đối nhiều câu cao kỳ canh điền xem thấy sầm xì nhà đầy đối ẩm dân thi chắc đầy chắc là tổ phụ nhà này cũng hàng khanh tướng chia đây cụ chào Châu ông ra cửa đón chào bốn ông cụ ở nơi nào mới sang xin mời đến thẳng hậu đàn cháu con tôi bận lựng bàn tiên nhân bốn ông vui vẻ giờ chân vào trong rồi sẽ thiệt hơn dễ bài xin cái dùng lấy thở cơm chay muối dưa đậm bạc sáng ngày cho qua bốn ông vào thẳng hậu nhà gái trai đông đảo trẻ già ngồi chung à, thể thải đều tổ cúc cung canh điện muốn rõ thị chung hỏi rằng chẳng hai gia chủ tiền căn từ đường tiên tổ võ văn bực nào xem coi từ trước đến sau những hàng liễn đối câu nào cũng hay cho ông nghe hỏi thở dài tiên nhân tôi vốn kim ngai chỉ đời tổ ông tôi cũng chói ngờ dương hầu khanh tướng năm đời đã qua cha tôi say đắm rượu trà bỏ lăn phép nước lực nhà một bên gia phong nề nếp đều quên bút nghiêng phới bỏ cứ lên ưu sầu nho gia bể quải từ lâu tôi nghèo nên chẳng được câu sách đèn tại cha tôi quá hư hèn nên tôi chẳng được lắng chen với đời nhớ xưa tiên tổ rẫn ngời còn văn thơ liễn truyền đời cháu con tổ tiên vì nước cái gì non tiếng thơm còn để sử son tên đề còn tôi là kẻ dân quê muốn ôn chuyện cũ dỗ về lấy thân bỏ cái này đi đợi tới mấy cái ông mấy cái nhà kia rồi mấy ông giải mới hay dạ ông lo đạo đức trao dồi thì ông sao được cao ngôi ông mà mở lời ăn nói hiền hòa mến trẻ thương già đừng có sân si tỏ ra đức độ nhu mì cho nhà thêm tiếng chí chi từ nào người cao đừng đứng vững mới cao người cao đừng để té nhào chúng chê cái này cũng dạy cái dạy mấy cái ông con đó cha thì hư chứ mình phải giữ và đứng cho vững có nào có kẻ nói rời truyền gia lão đi khắp cõi ta bà bốn ông sư dạy điều gì cũng hay tôi nghe phải giả đẹp mài an tâm hành đạo đến ngày chờ ban bốn ông hôm nay lại đi ngang tôi mừng đón rước lượng bàn chuyện xưa thật lòng chẳng nói để đưa nhà đang phúc thịnh khách vừa sang chơi nên tôi xin phép đón mời bốn ông hãy ở lại chơi nhà này vào thăm phương trưởng của thầy gọi là di tích tôi đây giữ gìn bốn ông trực chỉ bôn phi đi luôn bốn bữa chẳng thì nghỉ ngơi mắt nhìn thấy rõ một cái nơi dung vườn thanh lịch tuyệt vời như tranh cái mấy cái cô họ Hồng này của tôi cái cảnh mà thanh lịch cổ nậu mà tả cảnh không thấy mà cũng mê nữa. Yeah. Bốn ông mới vào thử đi quanh tùng mà che cổ thụ màu xanh đẹp kỳ kể kề bên có luống khoai mì các cây lương quả thứ gì cũng gieo giữa giường có một ao bèo thờ trồng những loại nổi theo mặt hồ rất nhiều loại cá ô hô quanh hồ bằng thạch nhìn vô đẹp kỳ nước hồ trong vắt xanh dị nhỡ nhơ cá lội bài di quá nhiều độ phu nói với lão Tiều thật là cảnh trí tạo nhiều thiên nhiên có hòn non bộ tiếp liên quanh hòn non bộ trồng liền qua sen dưới chiền non bộ đáng khen lại trồng qua quệ thêm sen qua hồng gần hồ thì một cái hàng thông lũ lê bình bát bưởi vòng chanh chua như vườn thượng quyển của vua
quanh năm gió mát bốn mùa là tàn che mắt nhìn chăng lại đi te, lý đào mít ổi lại khoe trái nhiều, đi hoài vắng vẻ quạnh hiu, thấy cây thấy trái mặn đều đỏ xanh, chủ vườn sao chẳng hay giữ canh, đi hoài mà vẫn hay vắng tanh thế này, tiều rằng bớ bớ ai đây, cho tôi xin ít trái cây để lòng mắt nhìn khắp cả Tây Đông. Chủ đâu chẳng thấy vẫn không người nào, phúc đâu cô chủ ra chào, xin mời bốn cụ tạm vào tàn cây. Chúng tôi là chủ vườn này, hiện đang có mặt đây rất nhiều, vốn không nhà cửa trải liều, ăn nhiều chứ ở. Ở chẳng bao nhiêu cụ à, dây lâu có bảy cụ già, cơm canh còn lại bánh trà, quả tươi, bảy bài vui vẻ tươi cười, chúng tôi mời khách tới bốn người dùng cơm. Vui chăng bốn cụ ngó dòm, chúng tôi lo việc nấu cơm đã để mời. Mấy khi bốn cụ đến chơi, quả tươi dùng tạm cơm sơ để lòng. Chúng tôi đây thiệt là đông, hàng ngày đều phải bỏ công ra màn, từ nam đến nữ ăn cần. Người nào đều có việc có màn chiên tư, chúng tôi có rất nhiều tiền ăn riêng mà lại màn riêng từng người. Nào ai có ai dám biến lười việc làm duyên việc, chẳng người rảnh tay. Nhà thì chẳng chịu dựng xây, nhà là cái nợ tự gây, phải rình đổ phu chẳng rõ ý tình. Cho nên để mắt mà nhìn bốn bên, tướng nào tướng nấy đều nên ráng người đài cát bật cái trên rõ ràng. Gái thì đi đứng dịu dàng, già thì dáng vẻ đoan trang nhu mì, lão tiều xem thấy hỏi thì không nhà ăn nghỉ lấy gì che mưa. Cô chủ nghe hỏi liền thưa, chim còn có tổ nắng mưa để đằng, không nhà nhưng chẳng cực thân. Có hòn non bộ mười phần lớn lao, trong non nhiều cửa ra vào. Như nước kia còn sạch. Năm ngăn bảy nắp ai nào biết chi. Trong non chẳng thiếu thứ gì, cơm khô, muối hạt, phòng khi mất mùa. Dưới hồ còn có rắn rùa, quanh vườn cây cày cáo nô đùa tung tăng. Đây này các cụ thấy chăng, mỗi cây cổ thụ nhánh răng thế này thì là một kẻ ở đây, một ngôi thạch mộ như vậy rất là xê. Ngày đi hái trái trồng quê hoàng hôn, hối hả thì về nơi đây, ở mẫu ngực cái cổ mộ mà chứ không có nhà cửa gì chăng. Đồ dùng trong cái mộ này, bánh trà này, gạo thuốc là đủ đầy, ba chăn ba tháng cũng có thắt mùa cũng còn đồ ăn. Bốn ông có biết hay chăng, chúng tôi cứ việc siêng năng mằng hoài, chẳng hề tranh luận với ai. Mùa nào cũng bán trái hoài quanh năm, khí trời đổi tiết mưa dầm về, nó hoàn năng bổ mà nằm mà xem kinh. Vuông vườn chung một cái gia đình 50 người, người đủ càng nhìn càng thương, trẻ già đều thật thuần lương, mắt trong mắt sáng như gương khác nào, mặt trong mắt sáng. Đây kìa thửa ruộng bờ ao, tự tay cày cấy tự từ nào đến nay, vốn không vui kéo trâu cài, đông người nên mới nhiều tay dễ mằn. Canh điện nghe nói cười găng, tôi về bắt chước theo chân cô nàng. Nhớ đời thượng cổ tam hoàng, cũng là ở núi, ở hang, ở rừng, chẳng cần nhà cửa dọn chân, cũng là di tướng, di quân thể nào. Ông bà thiên cổ dì bao, dì ba mới viết hay, mới tích vua nào mà cũng biết chơi, tích nào mà dì ba cũng biết hết. Còn mấy cái gì kia là biết không cô sao? Mấy gì kia không có biết, cũng văn được biết này kia, chứ tích tuần cái gì ba nhỏ biết hết thảy à. Dạ. Bà tiên thứ năm nó phải giỏi. Đó đó, chạy vô điện thoại là cáp kêu kìa, lẽ. Chẳng ai chê khó, khen vào là chi. Mỗi người mỗi việc cái chủ quy. Màn ăn đang chính vị trí chi thư hào, cô chủ nghe nói thì thào, bốn ông tạm nghỉ thì vào hòn non, muốn đi tẩy quế dạng tròn thì
bên bờ ruộng nước còn mênh mông, đây ti xa biển cách sông. Nước vô căn thủy chứa trong ao hồ, hạn gì nước ấy chẳng khô. Đỗ Phu xem thấy trầm trồ khen hay, quanh vườn bàn sạch lai rai, mở màn như cảnh vòng lai tại trần. Cô gái nhỏ nhẹ liền phân ba đời, bồi đắp được cái phần này đây, cha già chết đã chôn thay. Con lên lập nghiệp. Chúc cô Sáu chia sẻ số điện thoại cô Sáu lên luôn đi. Rồi. Dạ. Nói ha, cô chủ nghe nói thì thào, bốn ông tạm nghỉ thì vào nè. Hoàng non muốn đi tẩy quế vẫn tròn bỏ cái này đi. Quanh vườn bằng thạch lai dai, mở màn như cảnh bồng lai tại chàng. Cô gái nhỏ nhẹ phân liền, ba đời bồi đắp được phần này đây, cha già chết đã chôn thay. Con lên lập nghiệp trồng cây lập vườn, cháu lên khoai sắn ruộng nương. Nơi này cảnh trí dễ thương an phần, người già gần bỏ xác chằng, đêm đêm an nghỉ cổ phần riêng tư. Có đau bệnh tật bắt chờ lương y sẵn chỉ, khi người quy tiên thì là cửa mộ đóng liền. Khỏi bay hơi thối, khỏi phiền đưa lên, cũng như mỗi người người ta ở cái đó rồi ta chết, người ta ở chúng ta đóng cái cửa lại luôn, là cũng như cái cổ mộ luôn đó. Tự mình xây mộ cho mình. Các ông khi cũng chưa nhìn kỹ ra, canh liền nghe nói cừ khà, chủ cái giường tính khỏi cái giường già gọn khô. Đương thờ trước tạo sẵn mồ, khi về chính suối thì vô đấy nằm. Thật là khỏe chí an tâm, thế gian hữu hỷ ai tầm mà cho ra. Sống thì chẳng có cần nhà, chết cần ngô mộ, thật là ít ai. Cô chủ liền mới nói rài, các ông quên mất những ngày xưa xa, danh nhân chí sĩ nhà nhà dương đương thờ, ai cũng lập ra cổ phần, gọi là khi chết ăn thăng. Làm vua trước nhất lo phần hoàng lăng, sao lo biên trắng chẳng bằng thẳng bằng. Khi quan lục bộ ngày bằng ngày hàng chuyên tâm, binh bộ lo việc ngoại xâm, lễ bộ lo việc ngàn năm cúng thờ, lại bộ lo việc cái văn thơ, công bộ lo việc cải nhờ dựng xây, hình bộ giam giữ tụ đài, nhạc bộ lo việc cái tối ngày múa ca trăm quan chầu chúa tại tà, nhạc bộ lễ rước rương ra ngửi chào. Các ông nhớ kỹ lại nào, hoàng lăng tạo trước còn sao cõi bờ, làm vua hay chết bất ngờ, hoàng lăng tạo sẵn để nhờ ngài vô. Chúng tôi dân dạy nghe nghèo khô, lập vườn mua đất, lập màu ấm thân, chẳng ham phú quý cõi trần, chỉ ham chi khi chết mộ phần yên nơi, chẳng ham vật chất cõi đời. Vào hòn non bộ thì khi thời đổ mưa, các ông nhìn kỹ hay chưa, chúng tôi mới thật theo xương đủ đầy y sim đủ thứ anh nam tây, thức ăn ô á nơi đây cũng nhiều. Canh điền nghe nói buồn hiu, hỏi giờ hỏi chuyện cũng nhiều rồi đa, chẳng hay tánh tự chủ nhà. Cô chủ nghe hỏi cười xà, thưa ông, tao đây tánh tự là họ Hồng, cháu ngàn đời của Lạc Long ở đây này. Ông Thiều mới nói như vậy. Chúng tôi chẳng khác cô đây chút nào, họ Hồng thì cũng như nhau, cũng là cốt nhục của đồng bào xưa xa. Cô gái liền mới nói ra, các ông đi giáo ta bà khắp nơi, đi cùng mặt cái đất bầu trời, còn tôi lại ở một nơi như vậy, ba đời cố tổ ở đây cũng sống như thế này. Tôi mới noi gương bốn cụ hãy khá nhìn tường, trồng cây nổi cỏ thẳng đường chim bay. Các cụ đi đã lâu ngày, chắc là quần áo nón dài hư hao, để tôi sắm lại cho nào, mang ra thị trấn chẳng bao nhiêu tiền mua về biếu cụ. Các cụ liền kẻo đi xa thẳm các miền nhạc phai. Bốn ông nghe nói cười dài, Hồng Bàng là họ vừa tài vừa ngoan, nay không chuốt ngọc, tay không chuốt ngọc trao vàng, gia cư cũng chẳng sửa sang làm gì. Cô chủ mới trả lời thì,
Người tôi luôn mãi gắn ghi những lời con người vốn ở cõi đời, sanh ra giữa chốn đất trời mưu sinh. Của tiền là giặc ngoại tình, chi tiêu phải cách, chi tình là di tiên, trời ban Phật thưởng gạo tiền, mình làm mới có gọi riêng của mình. Lắm nơi tạo quá bất bình, lấy đi hết cả của gia đình hẳn hẳm hiu, bằng nhiều của chẳng bao nhiêu. Tại người không chịu xem nhiều sách xưa, cổ nhân ghi để quá thừa. Vua quan phí của trời đưa ra liền, nhiều nơi tôi thấy rất phiền. Say xưa đập đổ cơm tiền bát mâm, có nhà cải giả phiền tâm, đồ dùng đốt phá chén mâm tiêu nêu rồi. Phật cái thằng nhìn thấy hỡi ôi, từ từ hậu thâu lại hết rồi. Hay cũng như tiền của con làm con không biết giữ gìn đó con. Yeah. Thừa thải vậy chờ thâu là con không hay đó đâu. Phật thằng nhìn thấy hỡi ôi, từ từ thâu lại là hết rồi, tay không đó mằng hoài chẳng có một đồng. Tại vì kẻ đó phụ công đồng bào, tuy là tiền của đổ trao, nhưng do sánh dạy tạo đào đó đây. Cũng như dãy lụa thế này là do công nhiều kẻ tạo gầy mà ra. Cũng như tô chén trong nhà do công nắng nỏ mới ra mình dùng. Nào là dao búa mền mùng cũng do công cán khắp cùng gần xa. Xài lâu hư hại bỏ ra lỡ tay đổ nát. Chẳng mà tội chi nếu người cố ý ném đi. Con xài tới hư con bỏ thì không có sao. Mà giặt còn xài mà con quăng con ném này kia nữa. Phí hả? Bề trên lấy là hết trơn. Con ơi thâu là con không hay đâu. Trời đài chẳng có giặt chi mà xài các ông đi đã lâu ngày. Mấy nhà như thế có ai làm giàu. Ông đò liền mới nói mau. Cô chủ là gái má đào thiền quyên mà tâm giới tánh nhu hiền. Lựng bao lời ấy quả nhiên như lời chúng tôi đi đã nhiều nơi nhiều. Nhà phá của đất trời buồn tanh, đàn bà nhiều chị bắt lành dặn chồng đập đổ tan tành hủ lưu. Rõ ràng là thứ người ngu, chồng nhà mua sắm công phu nhọc nhằn thế mà. Lại quá hung hăng mùng mền đốt bỏ chiếu chăn chẳng còn. Thứ nhất là dặn chồng con đốt nhà phá của nào còn là thứ chi, trời phạt thiệt rất hàng gì. Nghèo khổ bởi vậy, tại mình tạo không nói chết luôn đâu phải mà. Tội nghiệp á. Tội nghiệp đó. Cô sao? Cơm không nói dạ của thì đằng xa, bởi vậy nghèo là tại cái nghiệp mình tạo đó. Bây giờ bây giải cho hết nè. Dạ. Thứ nhì lũ nhỏ lao nhau, mẹ cha vỡ phạt lẻn vào phá gia. Lại đem giặt chắc ở trong nhà ném quăng bỏ lấy chẳng mà còn chi lớn lên thật cái chẳng ra gì. Tay không chẳng có của chi để xài nhỏ gây lắm chuyện lá lai trời quần Phật trời hờn Phật dặn. Nào ai đỡ đằng thứ ba là kẻ thành nhân nam nhi chí cả phải cần xem kinh đọc kinh để giữ lấy mình. Đọc kinh để viết sự tình bá gia, những người mở miệng đốt nhà. Ở dặn rất là đốt nhà. Yeah. Mặt nó xanh anh nó bạc, thì cái là ma chơi chung quanh làm dặn hơi hơi. Phá nhà, phá cửa rã rời nồi niêu, đàn ông như thứ ấy rất nhiều. Các nhà như vậy tiêu hiu trong ngoài, chúng tôi đi đứng hàng ngày biết bao là chỗ coi hoài mà ghê. Cô chủ nghe nói cười hề, chúng tôi chẳng sắm xum xê làm gì, mỗi người ba bộ xiêm y một nồi một bát đều gì để riêng kẻ nào nhỏ dại thiếu niên. Mẹ cha nuôi dưỡng dạy khuyên ở đời chúng đúng 12 tuổi thế thời thì cho trang chút với giới đời lai rai. Đến 15 tuổi là ngày tự làm mà sống, tự tay tạo thành, không thì xây mộ để dành, dạy thì nằm chết để gian gành gió tan. Các ông đi đến Hà Phan cho tôi nói gót quá gian đoạn đường tôi về hầu Phật cái Tây Phương. Nếu đi dáng vẻ bên đường hùm beo,
phải lần dấu thỏ chăn chăn treo đường đi lên dốc xuống đèo khó khăn nay mà tách dặm phăng phăng noi theo bốn cụ hiệp lần cùng đi như cổ đi theo mấy ông này nè. Dạ. Đậu Phu ông mới nói thì chẳng hai cô chủ muốn đi phương nào Tây Phan hay nẻo Động Đào. Đàn đi đã lắm dậu vào kỹ can đã nhiều nẻo tắt lối ngang lại còn lắm chuyện phụ phàng thị phi. Cô chủ liền trả lời thì một cái lòng tính nguyện ngại cái gì gai go đường đi dù lắm mà bảy giờ hầm mà beo la hét dán bò dít đeo lòng mà tôi chẳng quản hiểm nghèo rừng sâu vực thẳm núi đèo cũng đi dù muôn ngàn chuyện thị phi lắng tay chi đó sầu bi cho mình muốn đi thì phải viết tình cũng như bỏng thì bốn ông quần cổ thì theo thì nữ mấy ông kia sợ tiếng tay có nói đâu có sợ gì thị phi mình cái hư chung trực mà cái hư thẳng thắn mà hơi nào lượng chuyện phẩm bình nhân gian mắt không xem chuyện trái ngang tay không nghe chuyện lượng bàn thị phi thân không ưa thích giật gì lưỡi không to nhỏ thầm thì riêng tư thì đâu có chuyện thì chi phiền tâm luôn giữ một chủ quyền thác mê ý luôn thích chuỗi bồ đề Tây Phan thẳng lối đi về nẻo ngay có chi phải sợ trong gai bốn ông đừng có lắng tay nghe nhàm hơi đâu lưu ý lẫn đàm rồi hờn rồi giận rồi làm nhí nhăn dặn thường bỏ ngủ bỏ ăn lục căn đeo đấm mà lục trần phủ dây làm cho bệnh tật ốm gậy cũng mấy như tức tối này kia nọ con thấy không bây giờ ở đây giải hết cái trơn đó. Thắt điên bác đảo dằn say rầu buồn ba ma sáu quỷ không buông làm sao thác tục đến miền ma ha. Nếu tâm phát nguyện Di Đà dù ai xuyên tạc chửi lan mặt người ta luôn nói cười cười để tăng vẻ đẹp làm người hồn nhiên con thấy không nói gì ba bà nói phải cười phải vui mà mình cười mình đọc người ta nói mình không phải người đạo nữa con biết không. Dù ai xuyên tạc chửi la mặt người ta luôn nói cười cười để tăng vẻ đẹp làm người hồn nhiên nếu luôn chuốc lấy não phiền mắt đi vẻ đẹp thiên nhiên bao giờ dặn lên thì hai mắt tối mờ nói năng thô bỉ nhút nhơ ghê hồn chẳng còn trí tuệ hồn khôn làm điều dị hợm ai dòm mà cũng ghê chi bằng sao trước một bề đảo là tươi đẹp một cái bề nguyện hương trên còn thần Phật mến thương dưới còn ma quỷ dẫn đường đưa đi nên tôi chẳng có ngại gì không hờn không giận người thì thế gian giận cho mạch máu tắt ngang. Bởi vì mấy ông con thấy giận cứ coi trong phim nó mấy ông nhào ngang. Nhiều người giận quá làm tan nát nhà lại còn đạo mã ông cha hết công đức Phật chẳng hay ra người nào cái giận là cái tầm phào tranh hơn tranh kém xáo xào khó coi người giận thì quá nhỏ nhoi đủ bề bắt chẹt hẹp hòi ngán ngao tinh thần luôn mãi nêu cao dặn chi cho phải hoàn hao tuổi đời người sinh trong giữa đất trời những người không dặn tuyệt vời như chanh nghe không à nói gì đừng lóng tai nghe đừng dặn dặn chi cho lúc nhe nanh kinh hoàng lũ trẻ thắt thanh người già tiều phu ông mới nói ra lựng như cô chủ thật là từ bi chắc là cô chẳng dặn chi nên cô trẻ đẹp kém gì hằng nga ai chửi cô cứ cười xà khi người hết chữ cô mà làm quen chúng tôi đây thật là hèn ai nhiều độc ác hư hèn lắm xa chẳng bao giờ dám lăng la sợ e nhiễm độc hại mà sát thân hai hiền ai hiền tôi mới dám gần ai ác tôi cứ lo lắng thân tôi để sao khó đứng khôn ngồi tranh đương thì có lâu thôi nọ này nên tôi không muốn cắn gây tránh đi phiền phức kẻo thầy quở cho còn cô sắc diện thơm tho không hờn không giận không lo đau buồn mà người gây sự luôn luôn lúc nào cũng muốn làm tuồng chiến tranh
Dù cô luôn giữ tánh lành, mà người phiền phức cứ sanh nọ này chẳng hay cô. Tính là sao đây? Cô chủ nghe hỏi lời này mới phô như tôi là kẻ nam mô, mà người cứ mãi đem vô nở phiền. Cũng vì chưa dứt quan khiên, chắc là kiếp trước nghiệp duyên quá thừa, nặng nề kiếp cũ căn xưa tạo nhiều ác nghiệp mà chưa đáp đền. Thiên đàng vừa bước cái chân lên, căn xưa lại đến một bên mà đòi. Mình nên nhìn kỹ mà coi, chẳng nên làm chuyện hẹp hòi xấu xa. Nghe nó bởi vậy tích này dạy đủ thứ hết trơn, thấy không? Dạ. Yeah. Lúc nào cũng niệm Di Đà, luôn luôn làm phải Phật mà chứng chi. Nghiệp xưa dù có nếu chì, thì nhờ tánh thiện từ bi của mình, hiếu sinh đừng có sát sinh. Cái clip này dài cô Sáu nữa mà chia. Dạ. Phật trời ban bố cho mình thẳng ngay, dù bao nhiêu kiếp đã đài, kiếp này thiện niệm có ngày Phật ban, đừng gây lắm chuyện phụ phàng, rồi không về nẻo Tây Phan sẵn dành, tiền thân chẳng biết tu hành, cho nên hậu kiếp phải đành trả dai. Ta luôn đạo pháp niệm miệt mài, Phật cái trời xuống phước khỏi ngày đeo mang, chẳng chi ta phải phàn nàn. Bình tâm niệm Phật, Phật ban ông à. Ông Tiều nghe nói cười xà, cô người đức độ thật là quý thai. Thôi thì ta hãy đi ngay, một cô bốn cụ tối ngày thẳng sông thẳng tay nghe tiếng chuông đồng rền câu kinh kệ quá đông tiếng kình, năm người mới bước bước lại nhìn. Quỳ nghe đã hết hồi kinh thứ nhì, cô chủ tâm nguyện A-di, mắt luôn quan sát việc giờ thì chung quanh đây là một chỗ tu hành, cửa thiền rộng mở, chí thành chí chăng, làm như quất ức phiền hờn gẫm đều quái gỡ, nguồn cơn muốn tường, rảo chân cô bước ra giường. Thổ thiền rộng rãi ruộng nương cũng nhiều, nhìn xem sư cũ buồn hiu, cụ này tuổi đã về chiều rồi đó rồi đa, cụ ngồi ủ dột có thở ra. Cô chủ lễ phép thưa qua cùng thầy, sao thầy than thở nơi đây chùa này của cụ đắp xây tạo thành, hay là cụ dạo, hay là sư cũ dạo quanh tạm dừng cảnh Phật tâm thành giới hương. Sư cụ nhỏ nhẹ phân tường, tôi người của Phật bốn phương lập chùa, quanh năm tám tiết bốn mùa, tôi luôn lo việc lập chùa Thích Ca, cho trong thiên hạ gần xa đều quy Phật hiền hòa chân tu. Muốn cho sinh chúng công phu, muốn cho bá tánh hiền nhu ở đời, nên tôi thể giới đất trời hy sinh cho đạo một đời bằng tăng. Thế mà lắm sự nhí nhăn lẳng lơ, ngày gió đêm chăng nơi nào, rồi đem cửa Phật liệm vào ức ức gian không thể thì thào với ai. 26 nước điều hai, tôi là Bồ Tát tái lai độ đời, nên chùa tạo rất nhiều nơi, tuổi tên rực rỡ ai thời cũng khen, nào ngờ còn một thời đen. Mới 10 hôm trước người quen lại nhìn bảo là tôi vốn thân sinh của cô, của cậu hiển dinh nước ngoài, gửi tiền về các Phật đài. Mỗi nơi tôi đến đều rày có con, 10 con, 7 vợ vẫn còn. Đều nương các tía lầu son phú hào, lạ tai tôi biết là bao, mới nghe những tưởng chuyện nào của ai, không ngờ tôi phải mang đây. Hội tăng đuổi khỏi Phật đài phải ra, không cho tôi đến thọ trì, loại trừ khỏi đạo còn gì mà mong, nên tôi u uất trong lòng. Bao nhiêu Phật tử cũng đồng bỏ tôi, nghĩ công đã bấy nhiêu hồi, công tôi lặn lội đắp bồi thiền môn, bây giờ tuổi đã hoàng hôn. Clip dài rồi cô Sáu. Ta đọc khỏi chỗ này chút nữa thôi. Dạ. Lại mang lắm sự dập dồn cho tôi, cha sanh mẹ đẻ từ hầu, chưa bao giờ có lâu thôi việc này.
sau nay mang lấy như vậy, vợ đâu không biết cả bài vậy đa, đã gần 70 cái năm. Vợ mà cả bài. Chỉ quen cửa Phật gì là mà thôi, cũng như là đổ cho ổng, nặng đuổi ra khỏi chùa, chứ chùa này của ổng. Dạ. Ngang nhiên nãy lộc cái đâm trời, tàn là cảnh là cành là cội, tanh hôi lạ đời, làm mà thinh tôi chẳng thốt lời vào chùa. Tăng chúng lại mời tôi ra, bảo rằng là tiền của bá gia xây chùa, thờ Phật cho nhà thiện thiện tăng, thiệt cái tu thì ở thì ăn, còn tôi hôi thối rồi lần quẩn quanh 15 cảnh Phật tạo thành, cho 15 nước tu hành, rồi đa nào hai cảnh trở về già. Ổng đi nước nào cũng lập chùa cho anh chọi á. Dạ. Tới cái chùa này là ta đuổi ổng, ta phao phản ổng, nhiều vợ nhiều con đủ thứ cho anh đó. Chùa mình mà chúng mà đuổi ra mới kỳ, tôi còn dùng thẳng chưa đi phút ở đâu cô hỏi chuyện đó. Ni giải bài cô chủ nghe nói thở dài, công ơn Đức Phật Như Lai hiểu lòng cũng như là ổng, cái lòng ổng tốt thì trên mà hiểu, chứ ổng cần gì ổng ở ổng suy nghĩ chuyện chăng. Cầu ơn Đức Phật Như Lai hiểu lòng, nếu mà sư cũ sạch trong ngại chi, nên phải bận lòng thế gian, đuổi ra thì cứ đi ra, không có chùa thì đến gốc đa mà ngồi. Nếu theo kiến thức của tôi, cụ nay tuổi tác ối thôi là nhiều, xưa thì Phật tử thương yêu, nay thì Phật tử lắm điều chê bai, cụ không còn con vợ nước ngoài, hội tăng đuổi gấp ra ngoài thì đi, hơi nào mà than thở làm chi, chẳng là giả tạo có gì chắc đâu. Bạc vàng cháu báo chùa lầu cũng như giải thích cho ổng hay cống ri à, ổng hết buồn phiền nữa. Thật là thấm thía càng lâu càng nhường, làm người trong cõi trầm luân, chẳng chi gọi để lị rưng phiền hà, chuyện qua thì bỏ cho qua, đừng gây ảo tưởng quỷ ma nó hiện vào. Cô tuy là gái má đào mà tâm phát nguyện thật là cao chủ quyền, khác nào là Phật là tiên, nhờ cô giải rõ nghiệp duyên cõi trần thôi. Thôi thì đành phải gia thân kẻo ma dương cứ quay quằn một bên, thật tôi là kẻ chẳng nên phải phiền công cán mà quên tính thành. Nếu mình thì kẻ tu hành phải mang phải mang phải đành mà thôi. Ngặt cái nay tôi tuổi quá già rồi, tại sao Đức Phật còn nhồi quả căng làm mà cho tôi phải băn khoăn. Nghẹn ngào chẳng đặng nói năng một lời, nghĩ mình là đạp đất đổi trời bấy lâu chân chánh chọn đời. Nam mô gì đâu có chuyện mơ hồ, cho người kiếm biếm nhẹ gian vô ngạo cười, tuổi lòng gì quá hổ ngươi bấy lâu kính trọng, nay người dễ khinh. Tiết công đã mấy muôn nghìn, cô chủ nghe kể cười xin đáp rằng sư ông là một cao tăng, tạo công Đức Phật ngày hàng mà thôi, đã bao công đức qua rồi, kể hoài gẫm cũng thế thôi. À thầy à, thầy à, để tâm tiếc rẻ phiền hà, liếng chằng chi phải thiết tha lắm lần, đã là của tạo thế chằng trăm ngàn thứ giả, chỉ cần hồn thiên thì cứ người hùng Phật hồng tiên. Thôi tới đây tạm ngưng đi ha. Dạ. Để Sáu giới thiệu số điện thoại cho Sáu để người ta khỏi mà xin con. Nhiều người điện tới xin con cũng bận nhiều mấy không. Thôi để nay Sáu đọc số điện thoại lên. Dạ. Cho ai có có thích thì người ta ghi vào. Số điện thoại của Sáu là 0976 55 86 51. Sao đọc lên lần nữa vậy? 0976 55 86 51. Dạ. Vậy con cảm ơn cô Sáu đã chia sẻ một cái clip của Tiều Trâm Họ rất hay ạ. Dạ, Tùng Nguyễn xin chào cô chú và tất cả mọi người ạ. Cái trong kinh của ông như kinh của dì ba nó toàn là tích này tích xưa, không tích giải đời không ơi. Dạ. Không ơi. Trong này có dạy, một chỗ mà tuổi già cũng vậy nè. Tuổi già mình đứng đi chứ mình đừng có nằm, người máu cái tâm nó không đồng, nó sanh bệnh đủ thứ cho. Dạ. Dạy đủ hết cho, không thiếu gì cho. Dạ dạ.